Rồi, xin chào các em ha. Hôm nay là giải đề thi chính thức năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời là định hướng cho 2K6 trong kỳ thi năm 2024. Câu số 41 là một câu cơ bản ở chương 1 lớp 12, đó là hỏi về tên gọi cái danh pháp của este nhé. Để bài hỏi metin acetat là gì? Đó, thì câu này là một câu đơn giản. Chúng ta sẽ có gốc metin, gốc acetat, acetat sẽ là CH3. Acetat là CH3 này. COO. Đấy, còn gốc metin. Metin là gốc CH3. Đấy, là gốc CH3. Như vậy thì metin acetat của chúng ta để đáp án nó sẽ là câu C. Đó, nó cho một câu cơ bản như vậy thôi. Thì ở đây á, định hướng ở cái câu này để ôn tập ở mức độ cơ bản thì các bạn sẽ phải viết được các đồng phân este no đơn trước hở nhé. Viết được này. Đồng phân este no đơn trước hở. Este no đơn trước mạch hở. Este no đơn trước mạch hở thì có công thức là CnH2nO2. Và chỉ số n của chúng ta này phải lớn hơn bằng 2. Thế đầu tiên là với n bằng 2 thì các bạn sẽ có công thức là C2H4 và O2. Khi viết công thức cấu tạo của este thì chúng ta luôn xuất phát là từ H, chúng ta sẽ có HCOO. Và do có hai carbon thì ở đây là hết một rồi, ở một C đây rồi chúng ta sẽ còn một gốc CH3 ở đây. Vậy công thức của tên gọi này là metin format. Metin format. Rồi, đó là este no đơn trước đầu tiên mà chúng ta sẽ phải học. Tiếp theo với chỉ số n tăng lên bằng 3. Các bạn sẽ có công thức là C3H6 và O2. Chúng ta sẽ xuất phát từ HCOO. Ở đây chúng ta còn hai carbon. Và ta điền vào đây là CH2 và CH3. Như vậy tên gọi của gốc này là gốc etin. Các bạn sẽ có etin format. Sau khi viết xong đồng phân thứ nhất, chúng ta di chuyển một carbon qua bên bên trái của nhóm COO. Chúng ta còn một carbon ở đây và một carbon ở đây. Thì bạn sẽ có là CH3 ở đây này và CH3. Thì công thức này là metin, gốc này là gốc metin. Và bên này là acetat. Rồi. Tiếp theo, ta sẽ cho qua chỉ số n bằng 4. Thì bạn sẽ công thức là C4 và H8O2. Khi vi đồng phân, chúng ta cũng xuất phát từ HCOO. Chúng ta sẽ có HCOO. Các bạn có 3 carbon. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cho 3 carbon là vạch thẳng. Thì gốc này là gốc N-propyl. Propyl format. Sau khi viết công thức này, chúng ta sẽ cho mạch 3 đó phân nhánh. Bạn sẽ có phân nhánh như thế này, CH, CH3 và CH3. Thì gốc phía sau này là gốc isopropyl format. Rồi, chúng ta sau đó chúng ta sẽ chuyển một carbon từ bên phải qua bên trái của nhóm COO. Chúng ta sẽ chuyển một carbon qua đây. Bên này còn hai carbon là còn CH2 và CH3. Ở đây là CH3. Như vậy gốc này là gốc etin. Etin và acetat. Rồi, chúng ta sẽ qua công thức cuối cùng của C4H8O2. Chúng ta di chuyển tiếp một carbon qua bên trái. Bên ta còn CH3, CH2 và bên này còn một C. Như vậy các bạn sẽ có gốc này là gốc metin. Còn với gốc axit này là propionate. Như vậy, với câu 41 của Bộ Giáo dục Đào tạo là hỏi tên và suy ra công thức cấu tạo của este thì các bạn sẽ phải hoàn thiện ở phần este no đơn trước hở với chỉ số n bằng 2, n bằng 3 và n bằng 4 nha.